Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nóng Trịnh Văn Quyết bị bắt, chủ nợ đang lo sốt vó. Theo trang thông tin chính phủ, thì vào ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06QD và các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Thông tin này chỉ một ngày sau đó có lệnh cấm xuất cảnh trước đó được đưa ra. Được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C01 tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đây là hình ảnh thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Hành vi này của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều số 211 Bộ luật hình sự. Bước đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 và các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Đấy là những gì mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa tin. Tuy nhiên, việc ông Quyết bị bắt nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Sẽ có hiệu ứng domino, những chủ nợ của FEC sẽ rơi vào tình trạng lo lắng, sợ mất vốn ở FEC hoặc khoản nợ mà ông Trịnh Văn Quyết vay ấy sẽ trở thành nợ xấu, khó đòi. Như vậy, các chủ nợ đang cho tập đoàn FEC ông Trịnh Văn Quyết quay vốn là những ai là câu hỏi đặt ra. Theo thông tin có được, thì ngoài hơn 500 tỷ nợ gốc đến hạn phải trả trong ngắn hạn, FEC còn có nghĩa vụ thanh toán trái phiếu đến hạn vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 với giá trị 150 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021, tập đoàn FEC công bố tổng dư nợ của công ty hiện tại tới ngày 31 tháng 12 2021 là 6.189 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến trả, khoản trả và vay trung hạn và dài hạn trái phiếu. Tổng dư nợ của FEC chiếm tới 18,3% tổng nguồn vốn tại ngày cuối năm. Trong cơ cấu vay của công ty chiếm tới 67% là vay và nợ chung và dài hạn. Điều này phù hợp với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp trên lĩnh vực bất động sản. Hai nhà băng cấp tín dụng trung hạn, dài hạn nhiều nhất cũng là hai chủ nợ lớn nhất của FEC là Sacombank 1.840 tỷ đồng và BIDV 1.746 tỷ đồng. Tiếp sau đó là NCB và Oceanbank đều cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho doanh nghiệp với dư nợ cuối năm 2021 là gần 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh chủ nợ lớn nhất của FEC. Mặc dù Sacombank là chủ nợ lớn nhất của FEC đến thời điểm 31 tháng 3, 12 năm 2021, nhưng trong năm nay áp lực trả nợ gốc không đến từ nhà băng này vì cả hai khoản cho vay của Sacombank mới chỉ được ký kết vào tháng 3 và tháng 5 năm 2021. Theo diễn giải, trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, khoản nợ dài hạn đến trả vào thời điểm 31 tháng 12, 2021 không có nghĩa vụ của Sacombank. Nợ dài hạn đến hạn phải trả là các khoản nợ dài hạn đã đến hạn phải trả cho chủ nợ trong niên độ kế toán hiện hành. Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào kế hoạch trả nợ dài hạn, xác định số nợ dài hạn đã đến hạn phải thanh toán trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn đến hạn phải trả. Nợ dài hạn đến hạn phải trả vào cuối năm 2021 của FEC là 506 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đặt ra áp lực trả nợ không nhỏ với doanh nghiệp trong năm 2022. Trong đó, ba chủ nợ chính lần lượt là Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV Quy Nhơn, Ngân hàng BIDV Đồng Bằng Sông Cửu Long và Agribank Đông Gia Lai. Theo diễn giả của công ty, đây đều là những khoản vay từ những năm trước đầu tư dự án, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. Trong đó, BIDV Quy Nhơn cấp tín dụng dài hạn nhất với thời hạn 192 tháng. Ngoài chủ nợ là các ngân hàng, FEC còn huy động vốn qua kênh trái phiếu, bao gồm trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu dài hạn
với tổng giá trị đã lên tới 1.018 tỷ đồng. Có hai nhà băng phát hành trái phiếu cho FSC là Ocean Bank và NCB Bank và công ty chứng khoán MBS. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết sẽ thay áo mới. Hai khoản phát hành trái phiếu lớn của FSC trong năm 2021 là để phục vụ dự án khu đô thị du lịch sinh thái FSC Sầm Sơn giai đoạn 2 và khu vực đô thị Tropica City 1 tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh giai đoạn 1. Theo doanh nghiệp niêm yết, vào ngày 29 tháng 2 năm 2021, tập đoàn FSC đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và với kỳ hạn 2 năm, lão hạn vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Theo thông tin công bố, một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn, làm đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký trái phiếu là công ty chứng khoán MB, còn ngân hàng Bảo Việt thì chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo, đại lý quản lý tài sản và thanh toán. Số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để tăng quy mô vốn và hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư của FSC. Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án khu đô thị sinh thái FSC Sầm Sơn, Thanh Hóa, nằm trong khu đô thị du lịch sinh thái FSC Sầm Sơn giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này. Và việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt có tác dụng rất xấu đến giá cổ phiếu của những công ty niêm yết theo họ FSC, dù là những ngân hàng lớn cũng phải lo sợ FSC lâm vào khủng hoảng. Còn nợ khủng mà mất khả năng trả nợ thì chủ nợ cũng không thể tránh khỏi thiệt hại. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga dàn dựng màn trình diễn của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Lần đầu tiên sau 2 tuần vắng mặt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, 66 tuổi, trước công chúng đã được hình ảnh viện về và những hình ảnh về ông đã được lan truyền. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video hôm tối thứ Bảy cho thấy ông Shoigu chủ trì một cuộc họp về ngân sách quốc phòng của Nga. Nhưng những hình này đã gây xôn xao dư luận rất nhiều. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu bất ngờ xuất hiện trên truyền hình sau thời gian dài vắng bóng. Đoạn video không được ghi ngày tháng, nhưng theo các hãng thông tấn của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng ám chỉ cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính diễn ra vào thứ Sáu. Florian, giáo sư khoa học máy tính và truyền thông tại Đại học Kỹ thuật Nürnberg của Đức đã đưa tin trên trang Twitter cáo buộc người Nga dàn dựng đoạn video này, đặc biệt đề cập đến cảnh các sĩ quan quân đội cấp cao. Cảnh này đã được hiển thị 2 lần trong video được chỉnh sửa. Theo giáo sư, một đoạn video đã được sử dụng trong đó các quý ông trông lạc quan nhất. Kavit là một chuyên gia về thao tác kỹ thuật số. Kết luận của ông nói rằng, tôi không thể tránh khỏi cảm giác rằng các khả năng kỹ thuật tuyên truyền của Nga đôi khi được đánh giá quá cao. Các hình ảnh phản chiếu, trong đó có lá cờ của Nga đằng sau ông Shoigu trong video cũng gây thêm lý do cho cáo buộc giàn dựng. Bởi vì trong đó không hề nhìn thấy chính ông Bộ trưởng trong hình phản chiếu. Nhưng điều đó cũng có thể là do góc quay. Đây là hình ảnh bản thân ông Putin đã từng thừa nhận được đề xuất thêm người đóng thế khi xuất hiện trước công chúng. Được biến mất trong thời gian dài của Shoigu trước công chúng gần đây đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán. Đó là hai lời đồn về sự mất tích của ông. Ông Shoigu đã bất đồng với Putin trong cuộc xâm lược Ukraine và bị loại ra, hoặc ông bị ốm nặng. Cố vấn của chính phủ Ukraine Anton thì viết trên trang Facebook rằng ông Bộ trưởng người Nga bị nhồi máu cơ tim. Trước những đồn đoán của Bộ trưởng Quốc phòng không còn xuất hiện trước công chúng do vấn đề sức khỏe, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng có rất nhiều việc phải làm và lúc này giữa cuộc xung đột ở Ukraine không phải là thời gian để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, bản thân ông ta cũng đang nằm trong danh sách cấm vận của các nước phương Tây. Trong video của Bộ Quốc phòng, ông Bộ trưởng nói rằng các đơn hàng đặt hàng và tiếp liệu quốc phòng đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những khó khăn mà chúng tôi đang phải đối mặt hiện nay. Shoigu rõ ràng đang đề cập đến các biện pháp trừng phạt sâu rộng mà phương Tây đang áp đặt vì các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Nhưng các biện pháp trừng phạt đã có hiệu lực
ngay trong vài tuần này. Shoigu có bài dường như có phải ông ta bàn giao mệnh lệnh hay không. Đáng chú ý là trong đoạn video được công bố hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã không phát biểu một lần nào về hoạt động đặc biệt của quân đội Nga tại quốc gia láng giềng. Nhìn chung, chủ đề về Ukraine hoàn toàn không được đề cập trong video, như thể cuộc chiến của Putin hủy diệt đất nước này không tồn tại, như thể theo ước tính của quan sát viên thì không phải hơn 10.000 lính Nga đã chết trong chiến dịch này. Điều đó đã trở nên khủng khiếp khi người dân Nga biết được một thực tế như vậy. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị thiệt hại nặng nề tại Ukraine, những chiếc xe tăng bị bắn tung nắp. Các chuyên gia coi việc không đề cập đến chiến tranh như một dấu hiệu cho thấy Shoigu phải bàn giao trách nhiệm điều hành chiến dịch cho Putin và có thể là các mật vụ của Nga khác sau khi chiến dịch dưới sự lãnh đạo chính thức của ông ta đã trở thành thảm họa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có rất nhiều việc phải làm vào lúc này. Hôm thứ Năm, Điện Kremlin đã thông báo về cuộc nói chuyện giữa Shoigu và nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, về một báo cáo về diễn biến của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bình thường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền hình nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông đã không thực hiện bất kỳ lịch làm việc công khai nào kể từ ngày 11 tháng 3 đến nay. Và sự xuất hiện vào ngày hôm nay 26 tháng 3 vẫn đang còn gây tranh cãi với mọi người.